Xin chào, hoa hồng ta cha lái ta tiếng Trung bồ tờ hai ủy tháng. Xin chào tất cả các bạn rất vui được gặp các bạn tại kênh tiếng Trung bồ TV Channel. Tuần trước chúng ta đã kết thúc series tiếng Trung cấp tốc 2018. Tuần này S sẽ cùng các bạn tìm hiểu một series mới với chuyên đề là từ vựng tiếng Trung thường dùng. Thì trong series này S sẽ cùng các bạn tìm hiểu những từ vựng từ ghép mà hay dùng nhất trong tiếng Trung giao tiếp, rồi đến những từ mà thường dùng hơn và những từ ít dùng thì sẽ được sắp xếp lần lượt từ những từ hay dùng, rồi thường dùng và ít dùng. Cho nên là những bạn mới tiếp cận đến tiếng Trung hoàn toàn có thể theo dõi series này để có thể biết thêm được những từ vựng hoặc có thể tham khảo được. Và mỗi mỗi với mỗi một câu ghép thì S sẽ giới thiệu cho các bạn về nghĩa của câu ghép đó và sẽ lấy một vài ví dụ ở câu ghép đó trong những câu cụ thể để cho chúng ta dễ nhớ hơn. Chúng ta vào từ ghép thứ nhất, từ ủa mân, ủa mân, ủa mân, ủa mân, ủa mân. nghĩa là chúng ta, chúng tôi. Ví dụ như ủa mân chân bảng, ủa mân chân bảng, ủa mân chân bảng, chúng ta thật giỏi. Chân trong từ chân trẻ, chân là thật, ngược nghĩa với từ chân là từ trẻ. Ở chân tự, trẻ tự đó, chân tự, trẻ tự, chân tự là thật, trẻ tự là giả. Vậy á. Chân. Pang, pang nghĩa là giỏi, pang nghĩa là giỏi, chân pang là thật giỏi. Từ pang này thì dùng để khen một ai đó, Ví dụ bạn có bạn khen một người khác thì bạn có thể thay từ của mân thành tên nỉ nghĩa là bạn nỉ chân bảng là bạn thật giỏi nỉ chân bảng bạn thật giỏi chúng ta tiếp tục của mân pha trái là của mân pha trái là của mân pha trái là trái âm hán việt là phát tài cũng có nghĩa là phát tài của mân pha trái là là chúng ta phát tài rồi

chan chân ở hàm việt là chiến tranh phản tôi chan chân là phản đối chiến tranh của mân phản tôi chàn chân là chúng tôi phản đối chiến tranh chúng ta sang từ thứ hai sấm sấm có nghĩa là cái gì gì nào hoặc gì đó hoặc một vài trường hợp cụ thể chúng ta trong những trường hợp giao tiếp cụ thể chúng ta có thể hiểu có thể nó có nghĩa là cái quái gì? Hả? Cái quái gì? Hả? Chúng ta để ý cái giọng điệu nhé Chúng ta vào ví dụ như Nị xưa sớm Nị xưa sớm Nị xưa sớm Ở xưa là nói Nị xưa sớm là bạn nói gì? Sớm ở chữ hầu khai sử Sớm ở chữ hầu khai sử Sớm ở chữ hầu khai Bao giờ thì bắt đầu? chữ hậu là thời hậu có nghĩa là nó giống cái từ chữ ấy là thời gian ấy nói về thời gian nhưng sớm một xứ hậu là thời gian nào nghĩa là bao giờ đó khai sử là bắt đầu khai sử là bắt đầu nỉ chạy can sớm nỉ chạy can sớm nỉ chạy can sớm can là làm là chạy thể hiện sự hành động nào đó đang được tiếp diễn chạy can là đang làm gì nỉ chạy can sớm là bạn đang làm gì Nǐ xiǎng yào shénme? xiǎng yào là muốn. Nǐ xiǎng yào là bạn muốn gì? Chúng ta sang từ thứ ba là từ chī dào. Chī dào, nghĩa là biết, hiểu hoặc rõ. Ví dụ như Wǒ yǒu quán tạo", dào. Wǒ yǒu quán Yǒu là có, Yếu là có chén là quên Âm hán Việt là quên ấy, Trong từ chén lị là quyền lực Như vậy hiểu chén là có quên Nhưng ua hiểu chén chư tạo là tôi có quên Được biết Mấy hiểu rấn chư tạo Mấy hiểu rấn chư tạo Mấy hiểu là không có rấn âm hán Việt là nhân Nhân nghĩa là người Như vậy mấy hiểu rấn là không có người Mấy hiểu rấn chư tạo là không có người nào biết Không ai biết Wǒ jiǎ chuāng bù Từ từ có từ Jiǎ chuāng Jiǎ chuāng là giả vờ Jiǎ chuāng là giả vờ Từ giả Chúng ta vừa học một từ lúc nãy là từ chân đúng không? Từ chân là thật Ngược lại với từ chân là từ giả đó Chân giả đấy Nhưng đây là giả trang là giả vờ mà Wǒ jiǎ chuāng bù chú là tôi giả vờ Không biết 我不知道这件事。我不知道这件事。我不知道这件事。À, tôi không biết chuyện này. Của bù ta là tôi không biết, đúng không? Chưa chuyện sự là việc này. Sự, âm hán việt là sự trong từ sự việc. Hoặc là chuyện. chuyện là lượng từ của lượng từ của sự. Chuyện là lượng từ của sự. Như vậy, chưa chuyện sự là chuyện này. Chúng ta sang từ thứ tư, tham mân, tham mân, tham mân, tham mân nghĩa là bọn họ, bọn họ, chúng nó, bọn họ, hoặc chúng nó nhé. Ví dụ, tham mân chín thiên siêu trẻ, tham mân chín thiên siêu trẻ, tham mân chín thiên siêu trẻ là bọn họ hôm nay được nghỉ. chín thiên, kim thiên nghĩa là hôm nay, siêu trẻ, siêu trẻ nghĩa là nghỉ từ siêu cho từ siêu xị si. siêu xị si là nghỉ thì trẻ cũng có nghĩa là nghỉ bạn các bạn để ý chữ hán này nhé từ chia đây là chữ hán đấy ạ à. và mình sẽ cho các bạn quay lại chúng ta vừa học cái từ trẻ đúng không rất giống nhau đúng không đấy, từ chia và từ trẻ chữ hán rất là giống nhau và theo theo cách đọc vậy thì sẽ có những nghĩa khác nhau ví dụ chúng ta đọc là trẻ thì nó có nghĩa là giả nhé còn từ chúng ta đọc ở thanh bốn là chia thì có nghĩa là nghỉ. Các bạn lưu ý. Chúng ta tiếp tục. Tha mân sứ phân phín chống. Tha mân sứ phân phín Tha mân sứ phân Có từ sứ phân, sứ phân, thập phân. Chúng ta hiểu sứ phân là 10 phần. Có nghĩa là rất là rất đấy. Giống như từ rất đấy như vậy là phín chúng phín chúng là nghèo phín chúng là nghèo ngược lại với giàu có là yếu chén phín chúng là nghèo như vậy tha mân sứ phân phín chúng là bọn họ rất là nghèo khổ các bạn cũng có thể dùng từ tha mân hẳn phín chúng nhưng dùng từ sứ phân thì cảm giác nó nó mạnh mạnh hơn chúng ta tiếp tục tha tài tham mân xe san tha tài tham mân xe san tải tải có nghĩa là mang theo hoặc là dẫn xe san xe san là xuống núi tha tải tha mân xe san là anh ấy dẫn bọn họ xuống núi chúng ta sang từ ghép số 5. y cửa hoặc là y cửa ý cửa chúng ta đã phát âm là ý cửa nha ý cửa nghĩa là một người hoặc là một cái một cái ví dụ như tha sử cửa thú phu tha sử cưa thú phu à, Thú phu nghĩa là đồ tệ là người đồ tệ nghĩa là người giết hại ấy. một kiểu dạng sát nhân ấy. tha sử cửa thú phu anh ta là một kẻ đồ tệ nỉ suối biển theo ý cửa nỉ suối biển theo ý cửa ừ. suối biển suối biển là tùy tiện tùy tiện hoặc là bừa đấy bừa bãi đấy suối biển là tùy tiện theo là chọn như vậy suối biển theo là chọn bừa nhỉ suối biển theo ý cửa là bạn chọn bừa một cái chưa <laughs> sự ý cơ sĩ chưa ý Sỉ nghĩa là hài kịch hoặc là kịch vui. Sỉ âm hàm viết là hỉ. Hỉ có nghĩa là trong từ song hỉ ấy, có nghĩa là vui mừng. Ở chỉ trong từ trinh chỉ nghĩa là kịch kinh kịch. Sỉ chỉ là kịch vui hoặc là hài kịch. Chứ sư cơ sỉ chỉ. Trốn chén yếu y cơ cung chủ. Trốn chén yếu y cơ cung chủ. Trốn chén là ngày trước cũng có thể nói là ý chén nhé chống chén là từ trước ngày trước cung chủ là công chúa công chúa như vậy ở ý cơ cung chủ là có một có một cô công chúa chẳng hạn tha mân sư ý cơ thoán tuổi tha mân sư ý tuổi tha mân sư ý tuổi bọn họ là một đoàn thể tha bọn họ suy ý bọn họ là Thoán tuổi có nghĩa là đoàn thể, đoàn đội. Nghĩa tha mơ chi cờ tuổi, bọn họ là một đoàn thể. Ok, bài ngày này chúng ta...